Hi, hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vietnamese G-Shock Reviewer, kênh review G-Shock dành riêng cho người Việt. Thì như tiêu đề, hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip để đập hộp và review nhanh model GWR-B1000. Đây chính là một cái phiên bản Graffiti Master khá là nổi tiếng của năm 2019. Model được cấu tạo bởi thiết kế carbon fiber, carbon monocoque. Và chúng ta cùng xem đến phút cuối cùng để xem em Graffiti này có gì đặc biệt các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đập hộp em nó. Thì đây là chiếc hộp chứa em Graffiti Master GWR-B1000. Chiếc hộp thì rất là quen thuộc với chúng ta, nó là cái kiểu hộp của Master of G. Kiểu hộp Master of G các bạn nha. Hộp kiểu bằng giấy da rất là đẹp. Ở sau này là có tag của GWR-B1000 1A1CR. Đây là chính là cái phiên bản màu đen với các họa tiết ốc màu xanh titan rất là đẹp. Đây, ok, vui ra thôi. Ta-đăng. Ok các bạn, ở trong này là có hai cái hộp. Thì cái hộp nhỏ này rất là quen thuộc với các bạn rồi, nó chứa sách hướng dẫn sử dụng rồi một số cái thông báo của Casio cũng như là những cái thẻ bảo hành. Chúng ta bỏ qua phần này để tiết kiệm thời gian xem clip của các bạn. Và trong đây chính là cái clip, cái hộp chứa em Master of G của chúng ta. Ta-đăng. Vẫn quen thuộc với một cái lớp mousse ở trên. Bỏ qua luôn, chúng ta sẽ lấy em nó ra. Nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện các bạn ha. Ok các bạn, trên tay của mình hiện tại bây giờ đó chính là model GWR-B1000 1A1 đó. Rất là đẹp luôn bạn, cảm giác cầm trên tay thì khá là nhẹ. Mình sẽ tháo cái siêu ra cho các bạn dễ xem ha. Thật ra một số bạn hỏi rằng là cái việc mà tháo siêu ra làm clip như thế này có ảnh hưởng gì tới cái đồng hồ không các bạn? Thì đồng hồ này các bạn đeo lên tay chống va đập, chống nước, chống kể cả chống rỉ nữa thì một cái siêu thì chẳng có ảnh hưởng gì đâu các bạn. Ok các bạn, vậy là trên tay của mình hiện tại này chính là model GWR-B1001A1 phiên bản đen và các nút xanh titan. Nói như thế nào nè, thật ra thì cái model GWR-B1000 này thì mình đã được trên tay và cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Mình cũng đã từng làm clip về em GWR-B1000 XB, đó chính là cái em màu đỏ titan các bạn đã làm trước đó rồi. Thì hôm nay là mình làm thêm review nhanh cho các bạn về cái em này một chút xíu, về cái bản phối màu này. Thì có thể nói là đây là một bản phối màu cũng khá là đầm tính và rất là manly cho những cái bạn nào mà thích cái sự gọi là một cái thiết kế, một cái hình ảnh cấu tạo của carbon á. Cái kiểu cái vân carbon nó bị giống như là nó trở thành một cái gì rất là nghiện. Một số bạn thì rất là nghiện carbon, mà các bạn đồ xe cũng carbon, rồi quần, rồi giày, rồi đồng hồ, rồi túi xách, nói chung là rất là nhiều thứ mà các bạn sử dụng cái chất liệu carbon. Thì có cái vân đó, thì model này cũng sẽ là một chiếc đồng hồ không thể thiếu đối với các bạn. Tại vì em GWR-B1000 của chúng ta là một cái thiết kế gọi là full carbon từ đầu tới cuối luôn các bạn ha. Chúng ta có cái bezel ở trên đây nè các bạn, bezel tròn này các bạn là carbon fiber các bạn ha, rất là nổi tiếng rồi. Đó, các bạn có thể thấy được cái vân carbon ở trên đây nè. Nó là cái vân carbon kiểu như nó màu nhám chìm đó. Nên nó rất là thu hút mắt, cảm giác nó rất là sang trọng luôn các bạn. Rồi phần dây của chúng ta cũng chính là phần dây carbon monocoque. Thì đây cũng là một cái gọi là trước đây thì G-Shock đã áp dụng cái phần dây carbon cùng với lõi cao su, dây cao su ở ngoài và lõi carbon ở bên trong đối với những cái model Graffiti Master như là GB-1000 và GB-2000. Thì rất là nhiều bạn rất là mong mỏi là Casio sẽ đưa cái vân carbon không phải ở bên trong nữa mà sẽ đưa ra bên ngoài để cho các bạn dễ nhìn ngắm cái vân carbon này. Thì cũng đáp trả lại cái sự mong mỏi của fan, thì Casio G-Shock đã đưa em để đưa đến cái phần vân carbon này lên trên đối với model GWR-B1000 của chúng ta. Đó là về viền là carbon fiber và dây cũng là carbon fiber. Và một cái điểm nổi bật của em này nữa cũng chính là cái công nghệ mới nhất của Casio hiện nay và cũng đã và đang được áp dụng trên rất nhiều những cái model của Casio G-Shock. Đó chính là cái khung máy được hoàn thiện bằng cái chất liệu là carbon monocoque. Đó chính là một cái dạng carbon rất là cứng, bền và chắc, sẽ tạo cho chúng ta có một chiếc đồng hồ với một cái khung máy hoàn toàn là carbon, rất là bền bỉ cũng như là rất là ngầu rồi luôn. Thì phần sau này các bạn có thể thấy nha, phần nắp lưng chúng ta có thể thấy đó chính là cái dòng chữ carbon monocoque và cũng là cái chất liệu carbon đó. Thì cái này là không phải kim loại mà nó là một loại carbon các bạn ha. Đó, sợi carbon nó được cấu tạo thành rất là cứng, rất là chắc luôn các bạn. Và nó có một cái màu đó, màu xám ghi rất là lạ cũng như là bắt mắt. Cái phần carbon này thì theo công bố thì nó cũng sẽ cho cái khả năng kháng nước rất là tốt, không có bị bám bẩn, bám bụi nhiều giống như những cái model trước đây.
Đấy các bạn. Về cái phần nút bấm thì tổng cộng MGBRB1000 của chúng ta có 5 cái nút bấm tất cả. Chúng ta có một cái nút Mode ở đây, chúng ta có một cái nút Start ở đây. Ở đây chúng ta có một cái nút Receiving, chúng ta có một cái nút Ground để vặn chỉnh Adjust, và chúng ta có một cái nút đèn ở đây. Tất cả những cái loại ốc này đều là nút bấm kim loại ống trục hết tất cả các bạn ha. Thì những cái nút này đó là nút kim loại, nó có một cái vân ở trên tạo cảm giác bấm rất là êm. Rất là êm, rất là mềm và rất là nhẹ tay, cũng như là cho một cái độ phản xạ chính xác. Đó, mình rất là thích cái kiểu vân carbon cái vân này ở trên cái chiếc đồng hồ của chúng ta. Các bạn zoom kỹ các bạn có thể thấy. Đó. Thì cái màu ốc, cái màu của cái phần cover của con ốc này nó là màu xanh titan, thì màu xanh này rất là hút mắt luôn. Và tất cả bạn nào mà mê xe mà mê màu titan thì chắc cũng không thể nào cưỡng lại nổi cái điều này. Rồi, về cái phần bắt dây của em nó thì được nối bằng hai con ốc. Mà cái này là không dùng màu titan mà dùng màu xám. Màu xám ghi, các bạn có thể là sử dụng cho nó đồng màu với lại cái màu của cái nút bên ngoài này các bạn. Rồi, ở đây chúng ta còn có một cái gờ để giữ cái dây cho nó không có bị lúc lắc nữa các bạn, cũng rất là hay, thiết kế rất là mới. Cái gờ này thì cũng có khắc cái chữ là các bạn thấy không? Rust resist. Rust resist là chống rỉ, chống sét đó các bạn. Nó vì carbon mà, không phải là thép đâu. Triple resist. Thì em Graffiti Master này thì cũng thừa hưởng những cái tính năng từ GB1000, GB2000. Nó sẽ có một cái bộ combo triple resistant, đó là chống sốc, chống nước, chống ly tâm, rồi chống va đập, chống sốc, chống lực xoay, rồi chống chống nước, dùng rất là nhiều, chống rất là nhiều. Mà chỉ không có chống hết tiền thôi. Cái đó là cần thiết, nên tìm cái đồng hồ là chống hết tiền để mình đeo các bạn ha. Rồi, ok. Và em này thì khi các bạn có cơ hội cầm trên tay thì các bạn sẽ rất là ngạc nhiên. Tại vì cái size case của em nó rất là tương đối, nói chung là rất là phù hợp cho cổ tay người Việt của chúng ta. Cái độ cao cơ sở này của em nó theo thông báo của Casio là 50.1. Cái chiều ngang này là 46.4. Đó, có thể nói là em này là size 46 đó các bạn. Cũng có thể nói là cái độ dày của em nó là 16.9 và cân nặng của em nó chỉ là 72 gram thôi. Và nói nếu mà nói về size case cũng như là nói về cân nặng thì có thể em này sẽ là một chiếc đồng hồ có cái size case khiêm tốn và cái cân nặng nhẹ nhất của những dòng Master G đó các bạn. Rất là nhẹ luôn. Hầu hết những em khác đều là 5X hết, của em này 6X. Em này chỉ có 46.4 thôi, rất là khiêm tốn luôn các bạn ha. GWR B1000 của chúng ta được trang bị một viên pin solar, đó là viên pin ánh sáng, có thể giúp các bạn sạc pin dựa trên cái ánh sáng mà các bạn tiếp xúc, ví dụ ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn, hoặc là bất cứ nơi nào có ánh sáng trực tiếp rọi vào mặt màn hình của đồng hồ, cái mặt kính của đồng hồ ở dưới lớp solar sẽ hấp thụ và sẽ tạo thành cái năng lượng để cho chiếc đồng hồ chúng ta hoạt động. Thì cái pin solar này thì theo đánh giá của người dùng thì nó có thể kéo dài đến khoảng 15-20 năm. Hiện tại thì có rất là nhiều những chiếc đồng hồ với cái tuổi thọ khá là lớn nhưng mà pin solar của nó hoạt động rất là tốt. Graffiti Master là một dòng mới với những cái kỹ thuật công nghệ mới tiên tiến, thì mình nghĩ là chắc 2040 các bạn cần phải thay pin. Ok, nói đùa vui tí xíu thôi. Và em GBRB1000 của chúng ta có một cái lớp kính, chính là cái kính solar ở trên các bạn ha. Thì cái kính sapphire, mình nhầm. Cái kính sapphire thì cho cái độ xem giờ nói chung là cực kỳ là trong suốt và cũng rất là sáng. Cái kính sapphire này thì cũng được vác cong một tí xíu, tạo cái hiệu ứng xem giờ rất là hay. Mình rất thích cái kính sapphire này. Thì nói sơ về cấu tạo của em nó thì đây là một chiếc đồng hồ phải nói là được cấu tạo cực kỳ là tuyệt vời. Thứ nhất là size case nhỏ phù hợp với cổ tay của người Việt chúng ta. Thứ hai, dây, vỏ và thân hoàn toàn bằng carbon. Thứ ba, kính sapphire. Thứ tư, pin năng lượng ánh sáng. Và để xem chiếc GBRB1000 chúng ta còn GWRB1000 của chúng ta còn có thêm những cái tính năng cơ bản nào nữa thì chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái phần tính năng của em GWRB1000 một chút xíu. Thì em GWRB1000 của chúng ta thì thật sự nó có một cái tính năng cũng khá là giống với GB1000 đó, hoặc là những cái model như là MTGB1000 đó. Thì cái em này nó có một cái combo tính năng cơ bản của Casio. Ví dụ như chúng ta có stopwatch nè các bạn. Đó, chúng ta có stopwatch nè ha. Rồi, chúng ta đợi một chút xíu cái kim nó sẽ xoay. Vậy khi chúng ta truy cập vào stopwatch thì tất cả các kim sẽ quay trở lại với số 12 các bạn, trừ cái kim giờ của chúng ta thôi. Và chúng ta bắt đầu kích hoạt chạy. Đây, đó, các bạn. Các bạn nghe thấy chạy thì cái kim dây nó bắt đầu chạy từng nhịp nè. Thật ra mình thích cái kiểu mà xoay liên tục của MTG G2000, G1000 cũng như là cái model GB
1000 đó, nó sẽ xoay rất là nhanh, cảm giác rất là thích. Còn em này thì xoay từng giây, dừng lại một cái và chúng ta reset ở nút này. Có hai nút thôi, rất đơn giản. Và chúng ta có timer, rồi chúng ta có what time, giờ thế giới các bạn. Đó, và chúng ta có quay trở lại với timekeeping. Thì trước khi có nghĩa là model này chúng ta chỉ có cái bộ combo tính năng cơ bản bao gồm stopwatch, timer và walk time. Thì ngoài ra em GWRB 1000 của chúng ta còn có cái tính năng nữa, đó chính là cái kết nối Bluetooth với smartphone. Thì tiện thể ở đây luôn thì mình cũng sẽ làm một cái phần view nho nhỏ của các bạn về cái cách kết nối vào điện thoại. Đầu tiên chúng ta, các bạn nếu cần kết nối với smartphone, điều đầu tiên các bạn phải có cái smartphone trước đã. Thì khi có cái smartphone rồi, các bạn download cái phần mềm G-Shock Connected về, thì các bạn sẽ đi tìm một cái model. Chúng ta sẽ tìm cái tên của đồng hồ chúng ta, đó chính là GWRB 1000, các bạn thấy ở cái mục Graffiti Master đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối với em GWRB 1000 các bạn nha. Rồi ở đây người ta kêu là giữ cái nút này 2.5 giây. Rồi khi chúng ta nghe từ bíp bíp đó, đồng hồ của chúng ta sẽ bắt đầu kết nối với điện thoại. Điện thoại sẽ hiển thị cái là đăng ký với ứng dụng. Rồi chúng ta chọn đăng ký với ứng dụng thì đợi khoảng vài giây thì đồng hồ chúng ta sẽ được đăng ký với chiếc đồng hồ viết điện thoại của các bạn. Và cái nó báo cho các bạn là the time zone data will update, có nghĩa là cái giờ của đồng hồ các bạn đã được cập nhật đó. Ok, ở đây nó sẽ có rất là nhiều thứ, tiếng gọi chúng có fly clock nè các bạn đó. Thì nó sẽ sử dụng thêm một cái nữa, đó là cái sóng, cái chip GPS đó, thì sẽ kết nối với điện thoại và sẽ cho chúng ta một cái giờ giấc hoàn toàn là chính xác so với cái giờ của địa phương đó các bạn ha. Fly clock nè các bạn. Rồi chúng ta có walk time, giờ thế giới, là chúng ta có utility đó, tất cả các thứ. Ok, rồi. Đó, và phần guide này các bạn có thể thấy ha, nó sẽ hiển thị cho các bạn những cái cách mà các bạn chỉnh bấm nút như thế nào. Ở đây nó hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì nếu bạn nào có khả năng tiếng Anh tí xíu thì vào đây xem cũng rất là hay. Ở đây chúng ta còn có cái ở đây chúng ta có fly lock. Thì ở cái fly lock này đó các bạn, thì nó kêu chúng ta là có thể giữ cái như thế này. Thì ở có thể là mình sẽ làm một clip hướng dẫn sử dụng em này sau cho các bạn cách chi tiết để các bạn xem, để mình biết sử dụng YouTube như thế nào. Nó nhiều thứ, chúng ta có walk time này các bạn, giờ thế giới nè, chúng ta có utility, là chúng ta có thể chỉnh luôn được cả cái alarm và timer, rất nhiều thứ. Và cái điều mà thích nhất khi mà chúng ta kết nối với Bluetooth, đó là cái khi các bạn đeo đồng hồ trên cổ tay thì đồng hồ của các bạn sẽ luôn luôn được kết nối với điện thoại và sẽ cho các bạn cái thời gian cực kỳ chính xác. Dù đang là điện thoại của các bạn cầm điện thoại và đồng hồ đi sang nước ngoài thì thời gian đổi thì đồng hồ các bạn sẽ đổi giờ thôi. Rất là hay luôn. Chốt là em này là một em có tính năng, có một cái combo tính năng thì cơ bản thì cũng không có gì để bàn cãi, nhưng em nói có thêm cái Bluetooth và thêm cái fly lock cũng rất là hay cho các bạn nào thích nghịch ngợm mà cũng như là theo dõi cái hình trình bay của mình. Rồi cấu tạo của em nó thì không còn một cái điểm gì để phải nói nữa. Lúc nãy mình quên nói chút xíu về cái phần dây khóa của em nó. Ở đây thì cái khóa của em nó là bằng kim loại màu đen, còn phần band lock của nó cũng là kim loại màu đen các bạn ha, nó sẽ cùng màu với cái tone này. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cái khóa này mà nó là màu xanh thì chắc là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cái này suy nghĩ của riêng mình thôi, còn vấn đề của Casio đó là chuyện của họ. Rồi, mình sẽ kết thúc video clip tại đây. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp cho kênh ngày một phát triển tốt hơn. Thì trong thời gian sớm nhất mình sẽ cố gắng làm một clip về việc hướng dẫn sử dụng em GBRB 1000 này của chúng ta. Và tiết lộ thêm một chút xíu về cái phần giá của em nó. Thì hiện tại trên đây cái giá tag của em nó, nếu mà mua tại những store ở nước ngoài sẽ có giá khoảng 850 đô. Thì 850 đô thì thị trường Việt Nam chúng ta sẽ khoảng 19-20 triệu. Còn ở Việt Nam thì em nó sẽ có giá là 28.300 nếu mà chúng ta mua chính ngạch tại các store. Đó, còn nếu mà các bạn liên hệ với Bình, liên hệ với kênh thì sẽ có một cái mức giá ưu đãi cho các bạn nếu mà các bạn ủng hộ kênh. Rồi, ok, nói như vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Đừng quên bấm like, subscribe và chia sẻ video. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp cho kênh ngày một phát triển tốt hơn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.